2 đô la. Với cấu hình 3 đường tiếng rất mạnh mẽ, bát 50, đó là 838 và 938. Được chơi với một con đẩy duy nhất, đó là con đẩy nguồn xung của hãng Sally 4D. Với công suất ra của nó đạt 1000W cho một kênh. Càng ngày nó càng hiện đại các bạn. Cho nên là chúng ta thấy rằng là chỉ một con đẩy nhỏ gọn như một con vang số, nhưng mà tích hợp trong nó cả một bầu trời công nghệ với những hệ thống IC và dò công suất khuếch đại cực hay, xử lý tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ. 4 kênh cho các bác có thể đánh cả full cả sub luôn. 1000W một kênh thì em nghĩ rằng là với bất kỳ dòng loa nào Trân tâm duy tử anh Vương xin trân trọng kính chào tới tất cả các bác. Lần đầu tiên cho phép anh Vương xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bác đã và đang đăng ký theo dõi kênh sóng YouTube của Trung tâm Điện tử anh Vương, nơi mà các bác có thể tìm kiếm được những sản phẩm âm thanh bí bái, tuyển chọn và những hàng chất lượng cao. Trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Vương xin gửi tới các bác hai bộ đẹp sản phẩm siêu hot, cực kỳ VIP mà các bác cùng lắng nghe và thưởng thức. Đời chờ anh em nhé.
tiên chúng ta tìm hiểu về cặp loa 838. Có lẽ rằng chúng ta sẽ choáng ngợp bởi vì một cái đôi loa quá đẹp. Nhìn cái tem của nó đã khẳng định được đây là một cặp loa được tuyển chọn kỹ càng. Vì cái màng bát chúng ta có thể soi gương được như thế này là chúng ta biết đôi loa này tỷ lệ sử dụng của nó rất ít. Nhìn cái loa chung của nó như thế này, luôn luôn chúng ta ao ước được một lần lắng nghe nó. Tất cả hàng còn đảm bảo zin chuẩn 100%. Các bác để ý thấy rằng là loa nhà anh Phương tuyển chọn, bất cứ một em nào đều xứng đáng với từng đồng tiền các bác vất vả bỏ ra. Nhiều khi chúng ta mua loa không sợ mua đắt, chỉ sợ mua phải loa xấu, loa đều, đúng không? Các bác nhìn thế này, chúng ta cảm nhận thấy sao? JBL 838 đẹp gần như mới, hỗ trợ hai jack tín hiệu đầu vào bằng jack 6.5 và có khả năng gọi là điều chỉnh về cái giải tần cao, tức là giải chép. Khi chúng ta đánh ở trong gia đình phòng nhỏ, chúng ta sử dụng chế độ medium, tức là chế độ trung bình. Chế độ này sẽ được giảm bớt 2 decibel. Còn chế độ mà chúng ta dùng trong phòng bình thường, đó là chúng ta gạt xuống dưới. Còn khi chúng ta đánh ở không gian rộng, ví dụ như đánh ngoài trời như này, các bác gạt lên bên trên, lúc đó nó sẽ tăng lên cái giải chép, giải cao 2 decibel nữa. Các bác nhìn những đôi loa, mặc dù là sau thời gian sử dụng nó là hàng bãi, nhưng mà nó chuẩn chỉ đến từng chi tiết nhỏ. Với thiết kế một bát 50, một chung 25, một chung 25 và một chép kèn, tất cả các nhạc cụ nó ra đều rất chi tiết. Và tiếng bát của nó rất là mạnh mẽ. Đây em đánh bản nhạc này nó dễ phân biệt các bạn ạ. Để các bác cảm nhận thấy rằng là tiếng bass nó ra đâu ra đấy. Cái giải chi tiết của nó ra đầy đủ ở cái loa chung này. Chúng ta nghe cái loa chung này nó rất là khoe. Cộng thêm cái chép nó mịn màng đánh rất hay. Cặp loa này hiện tại đang có giá rơi vào là 30 triệu tại cửa hàng. 30 triệu tại cửa hàng các bác. Hiện tại thì anh Vương cũng có đôi loa 838 cũ hơn một tí, nó rẻ thôi, giá dành cho bác rơi vào 28 triệu. Tùy các bác lựa chọn. Các bác lựa chọn loa đẹp, chất, đồng nghĩa với việc là chúng ta sử dụng những cặp loa nó còn chuẩn chỉ, nó còn mới, tỷ lệ sử dụng ít, độ bền cao. Còn những đôi loa có thể rẻ hơn 1-2 triệu thì nó cũ hơn, xấu hơn, trưng bày thì nó không đẹp mắt bằng, nhưng vẫn đảm bảo được độ zin, độ chuẩn của nó. 30 triệu cho cặp loa này. Sang bên này chúng ta có một cặp loa đời cao hơn nữa, cũng với thiết kế một bát 50, một chung và một kèn. Đó chính là dòng loa 938. Đây là modem hết số của đời 3 số 938. Các bác nhìn cái loa anh Phương tuyển, nói chung là nó là cái bệnh nghề nghiệp. Tìm đến một cái chuẩn, tìm đến một cái chất lượng. Cho nên là những bác nào mua hàng của anh Phương một lần thì thường là mua lần thứ hai, thứ ba. Bởi vì cái độ yên tâm của chúng ta rất là cao. Mua loa, nhất là đặc biệt là mua loa trên mạng thì nhiều bác là rất là lo lắng. Cũng rất nhiều bác mua ở đơn vị khác mang về đây bán cho em. Mặc dù bán rẻ nhưng mà vẫn không đạt được tiêu chuẩn để anh Phương tuyển. Bởi vì là những đôi loa đó nó không còn chuẩn nữa, thì giá nó rất là rẻ, nó mất giá. Ví dụ như những đôi loa như thế này, nó còn zin, còn đẹp như này, các bác chơi chán, các bác chỉ lỗ nhiều là 3-4 triệu. Nghe nói là lỗ nhiều. Còn lỗ ít thì các bác chỉ lỗ 1-2 triệu thôi. Đấy. Thế còn có những đôi loa mà gần như các bác nếu mà mua phải nó nát, thì đương nhiên các bác phải mất đi một nửa số tiền mà các bác đầu tư. Bởi vì những đôi loa đó, bọn em mua về bọn em phải thay linh kiện, phải mua linh kiện xịn vào để thay, để đảm bảo là nó là chuẩn. Cho nên là các bác mua loa ở xa thì các bác thấy rằng tìm những cơ sở có uy tín, tìm những cơ sở có số lượng hàng chuẩn chỉ nhiều, các bác mua thì các bác sẽ yên tâm. Và các bác cứ nhìn cái lượng hàng anh Phương ra hàng ngày như này thì các bác biết rằng là một ngày
anh Phương bán khá nhiều những đơn vị hàng, ví dụ như súp, loa, rất nhiều. Thì các bác yên tâm rằng là những bác khác đã mua rồi và đã đặt niềm tin rồi thì chúng ta cũng yên tâm để chúng ta mua. Đấy. Các bác để ý thấy những đôi loa anh Phương tuyển, chắc chắn rằng là trên thị trường cũng nhiều anh em bán về JB. Nhưng để mà nói về độ nét, độ chuẩn thì anh Phương dám tự hào là một trong những đơn vị, không nói là một nhưng mà là một trong những đơn vị luôn luôn có những sản phẩm âm thanh tuyển chọn chuẩn chỉ 938. Đôi loa này thì đời cao hơn 838 một đời, giá thành của nó cũng cao hơn. Với những đôi loa đẹp như thế này các bác bỏ ra số tiền là 34 triệu đồng. Và chắc chắn rằng với những đôi loa như thế này các bác chỉ cần khẽ thở, cầm mic lên khẽ thở thôi là anh em đi đường người ta cứ tưởng là nhà này đang có ca sĩ. Các bác cứ thử xem, tiếng của nó rất là hay, rất là dẻo và rất là nét. Nó do nó là loa ba đường tiến các bác. Tuyệt vời. Loa nó còn sáng choang luôn các bác. Các bác lựa chọn model nào? Số máy của anh Phương là 0971998555. Các bác đầu tư alo cho em số máy trên. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và đừng quên nhấn nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh bằng nút màu đỏ phía dưới để chúng ta cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.